Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức đoàn đến tham quan học tập mô hình câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Châu Thành gắn với du lịch cộng đồng tại hội quán Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đoàn đã tham dự sinh hoạt câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Châu Thành và tham quan mô hình sầu riêng chuyên canh 4 hecta của nông dân tỷ phú Trần Văn Quân ở xã Tân Phú. Câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Châu Thành được thành lập vào năm 2019, ban đầu có 18 thành viên là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tham gia. Đến nay câu lạc bộ đã phát triển lên 39 thành viên, sinh hoạt 3 tháng một lần luân phiên tại nhà thành viên, chủ đề thay đổi theo từng chuồng từng vụ mùa. Các kỳ sinh hoạt đều mời các ngành, các chuyên gia tham dự để thông tin cho thành viên nắm thêm về giá cả thị trường, liên kết tiêu thụ nông sản, phòng trừ sâu bệnh. Từ đó nội dung các kỳ sinh hoạt luôn phong phú. Các thành viên tích cực tham gia sinh hoạt, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt và kinh doanh. Qua tham quan, trao đổi, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiểu thêm về cách thức, nội dung, hoạt động của câu lạc bộ nông dân tỷ phú huyện Châu Thành, cách tập hợp hội viên để cùng nhau xây dựng câu lạc bộ hoạt động mạnh, hiệu quả, giải quyết bài toán đầu ra cho nông dân.